Cận cảnh đường cong của người đẹp du lịch Quảng Bình bị tước vương miện. Ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình xác nhận đơn vị đã có quyết định tước và thu hồi danh hiệu giải nhất đối với Trần Ngọc Huyền. Sáng ngày 26 tháng 9, bà Trần Bảo Linh, đại diện ban tổ chức BTC cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình xác nhận đơn vị đã có quyết định tước và thu hồi danh hiệu giải nhất đối với Trần Ngọc Huyền. Ngoài bị thu hồi danh hiệu giải nhất cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình, Trần Ngọc Huyền còn buộc phải trả lại vương miện, quyền trượng, giải băng đeo, giải thưởng và các phần thưởng kèm theo. Đặc biệt, người đẹp còn phải trả lại toàn bộ tiền thưởng 50 triệu đồng cho ban tổ chức. Ngoài ra, ban tổ chức yêu cầu Trần Ngọc Huyền phải đền bù thiệt hại về mặt hình ảnh, thương hiệu, truyền thông và uy tín cho ban tổ chức theo quy định. Quyết định này yêu cầu người đẹp thực hiện trước ngày 15 tháng 10. Được biết, trước đó, ban tổ chức đã gửi công văn yêu cầu viết bản tường trình khi phát hiện những vi phạm về việc không có ý thức tự gìn giữ bản thân của Trần Ngọc Huyền. Theo đó, đơn vị yêu cầu người đẹp trình bày về những vi phạm với mong muốn cô nhận thức rõ sai lầm của bản thân nhằm tạo điều kiện cho Huyền để có cơ hội sửa chữa, làm lại nhưng Huyền đã chống đối với thái độ không hợp tác. Theo một nguồn tin của Tiền Phong, sau khi đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình năm 2019, Trần Ngọc Huyền đã đăng ký kết hôn rồi hủy hôn. Thậm chí, cô còn không tham gia các cuộc quảng bá hình ảnh cho du lịch Quảng Bình cũng như các chuyến từ thiện do ban tổ chức thực hiện. Trước đó, người đẹp Trần Ngọc Huyền đến từ xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch giành danh hiệu cao nhất tại cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2019. Cuộc thi được tổ chức cũng với mong muốn lựa chọn những gương mặt ưu tú đại diện cho hình ảnh du lịch Quảng Bình. Với vai trò, trách nhiệm của các đại sứ du lịch thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức làm du lịch của toàn dân, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch hướng tới phát triển du lịch toàn diện, đồng thời giới thiệu hình ảnh, con người cũng như tiềm năng của du lịch Quảng Bình đến các tỉnh, các nước lân cận và trên toàn thế giới, thu hút khách du lịch đến tham quan, khám phá.